ngày 26 tháng 4, theo nguồn tin riêng của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, bị cáo Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Trương Mỹ Lan, song nội dung chưa được công bố. Ngoài bị cáo Lan, nhiều bị cáo khác cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Ngoài ra, nhiều luật sư chưa nhận được bản án dù theo luật định là trong 10 ngày quy định tại Điều 262 Bộ Luật Tố Tụng Hình sự 2015. Trước đó, như đã thông tin, sau một tháng xét xử, ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án với bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo trong vụ án. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan án tử hình, tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tổng hợp hình phạt là tử hình. Về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, xử lý tài sản kê biên phong tỏa trong vụ án, hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi hoàn toàn bộ thiệt hại đối với 1.243 khoản vay còn dư nợ tại SCB, khấu trừ đi số tiền các bị cáo đã nộp lại, buộc bị cáo bồi hoàn số tiền hơn 673.000 tỷ đồng. Để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước, hội đồng xét xử tuyên tiếp tục tạm giữ số tiền hơn 116 tỷ đồng mà ông Tạ Hùng Quốc Việt và gia đình tự nguyện nộp lại, 190.000 đô la Mỹ của ông Trần Văn Hùng nộp lại để đảm bảo nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án, 50 tỷ đồng của ông Nguyễn Phú Tiên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên An Nhật Tân Long An nộp, hơn 414 tỷ đồng của công ty cổ phần Sài Gòn Kim Cương đã nộp. Để đảm bảo thi hành án cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án, hội đồng xét xử buộc công ty Quốc Cường Gia Lai hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan là hơn 2.800 tỷ đồng, buộc công ty cổ phần địa ốc Hồng Phát phải nộp lại số tiền hơn 2.300 tỷ đồng, buộc công ty Phú An, bà Phan Thị Phương Thảo nộp lại số tiền 145,2 tỷ đồng và 1.000 lượng vàng SJC, buộc bà Mai Ngọc Nga nộp lại số tiền 19,3 tỷ đồng, buộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển và kinh doanh nhà hoàn trả số tiền 400 tỷ đồng, buộc công ty cổ phần TNH Hạ Long và công ty Âu Lạc nộp lại số tiền hơn 6.000 tỷ đồng. Tiếp tục kê biên, tạm giữ đối với các bất động sản, cổ phần, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ tiết kiệm, các tài sản khác của công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát đứng tên sở hữu hoặc giao cho các cá nhân đứng tên hộ của các bị cáo, những người liên quan khác để đảm bảo thi hành án.